Thì chúng ta nói về cái định nghĩa hen nặng trước. Thì đây là một cái nhóm hen mà không được kiểm soát. Dù chúng ta đã dùng liều cao tối đa của ICS/LABA, đã xử trí các yếu tố góp phần, hoặc là hen xấu đi nếu chúng ta giảm cái liều cao này xuống, thì như vậy gọi là hen nặng. Thì hen không kiểm soát, tức là hoặc là kiểm soát triệu chứng kém, có triệu chứng dùng thuốc cắt cơn thường xuyên, bị giới hạn hoạt động bởi hen, hoặc thức giấc về đêm do hen, hoặc là thường xuyên bị đợt kịch phát 2 lần trong 1 năm, cần corticoid đừng uống, oral corticosteroid OCS, hoặc là kịch phát nặng 1 lần hoặc hơn 1 năm mà phải nhập viện, thì như thế đó là hen nặng. Và Gina thì nói rằng là chúng ta phải cẩn thận, là tại vì mình thấy có tới 24% bệnh nhân sử dụng liều cao của ICS và LABA, hoặc là ICS LABA liều trung bình nhưng mà lại dùng thêm corticoid đừng uống. Nhưng mà sau khi mà khám lại, chẩn đoán lại thì chúng ta chỉ thấy còn có 17% là đúng là hen thôi. Nhưng mà trong 17% này thì cũng chưa hẳn là hen nặng, mà gọi là hen khó điều trị, phải dùng liều cao mà vẫn kiểm soát không tốt. Là hóa ra là trong cái nhóm hen nặng này đó, là bởi vì họ chưa tuân thủ tốt, họ chưa điều trị các yếu tố nguy cơ. Và như vậy đó thì, và họ chưa có tránh được các yếu tố nguy cơ của họ. Cho nên nếu mà chúng ta điều trị thật là cẩn thận một bệnh nhân hen nặng, là bệnh nhân dùng thuốc đúng cách, dùng thuốc đúng liều, điều trị các bệnh lý đi kèm, phòng tránh các yếu tố nguy cơ, và thật sự là hen, thì rốt cục là chúng ta chỉ còn có khoảng 3,7% trong tổng số bệnh nhân hen của mình là hen nặng. Thế thì điều đó là để lưu ý chúng ta là rất là ít bệnh nhân thực sự bị hen nặng. Thế thì Gina cũng nói là bây giờ trước khi mà các bạn nói đây là một bệnh nhân bị hen nặng thì các bạn phải kiểm tra lại. Thứ nhất là bệnh nhân dùng thuốc đúng cách hay không. Thì các bạn thấy là mình có quá nhiều kiểu bình thuốc, rồi thì mình hướng dẫn bệnh nhân dạ dạ đó nhưng mà không biết làm có thật hay không, tại vì 80% là bệnh nhân dùng thuốc sai cách. Tôi nhớ có trong một cái hội nghị các bạn kể lại một bệnh nhân dùng Simbicort, Subuhealer. Bệnh nhân dùng, ông bảo là không hiệu quả gì hết. Thì mình rất là nghi ngờ, là tại vì Subuhealer là rất là tốt. Thì bảo ông dùng thử, thì ông cũng vặn qua, cũng vặn lại, cũng nghe cái cách là đúng rồi ha. Nhưng mà sau đó thì ông gõ cái thuốc đó ở trên bàn và ông cúi xuống hít, y hệt như hít xì ke vậy đó. Thật ra là các bạn phải hết sức cẩn thận. Mình phải kiểm tra lại bệnh nhân dùng thuốc như thế nào, các bạn không hình dung được họ sáng tác kiểu nào đâu. Tại dĩ nhiên là bác sĩ mình bận quá thì mình có thể nhờ điều dưỡng, nhờ thứ người. Đó là cách thứ nhất, đó là điều kiện thứ nhất. Điều thứ hai là dùng thuốc đủ liều không. Thì hồi nãy như các bạn nói, bệnh nhân mình nghèo, bác sĩ cho sáng 2, chiều 2 thì thôi, sáng 2 để đi làm thôi, chứ còn tối thì nó lên cơn kệ cũng được. Nếu không biết bệnh nhân mình dùng thuốc có đủ liều hay không. Điều thứ ba mà tôi nghĩ là khó nhất luôn á, là bệnh nhân có tránh được cái yếu tố nguy cơ hay không. Ví dụ như vẫn hút thuốc, vẫn hút thuốc, hoặc là nhà mình ở bên cạnh một cái đống rác khổng lồ, bây giờ biểu dời vô Phú Mỹ Hưng thì chắc là cũng không được. Hoặc là đang làm một cái nghề rất là ô nhiễm mà bây giờ mình bảo đổi nghề. Cho nên tránh cái yếu tố nguy cơ thì tôi cho đây là một cái vấn đề khó nhất trong cái điều trị hen của mình. Và xử lý tốt các bệnh đi kèm cũng khó nữa. Các bạn, đặc biệt là đối với trẻ con thì tôi thấy là viêm mũi, viêm xoa, đó là những cái bệnh lý mà nếu mà chúng ta không điều trị tốt mà chúng ta cứ tăng liều lên thì rất là tội cho các con. Và các cái bệnh lý đi kèm thì béo phì ngày nay đã rất là nhiều. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh là 35% trẻ con học sinh là béo phì, rất là kinh khủng. Và như thế thì nó đưa tới trào ngược và đưa tới ngưng thở lúc ngủ, vân vân và vân vân. Thế thì như thế là 4 cái vấn đề này là mình đã thấy là phức tạp rồi. Nhưng mà khi mà nhận một bệnh nhân mà được các bác sĩ ở tuyến dưới gửi lên viết là hen nặng, thì thật sự ra cái câu hỏi đầu tiên của tôi là có thiệt là hen không? Có thiệt là hen không? Thì ví dụ như nếu các bạn làm một cái hô hấp ký, các bạn có 3 đường trước thử thuốc, 3 đường sau thử thuốc, có đáp ứng
bệnh nhân ho, khò khè, khó thở, tái đi tái lại thì là mình yên tâm được. Nhưng mà chúng tôi thấy là có rất là nhiều bệnh nhân bị điều trị hen, có khi là mấy năm trời, nhưng mà thật sự ra là do bướu giáp. Bây giờ không biết sao bướu tuyến giáp là quá nhiều luôn, cho nên các bác sĩ cẩn thận. Cử động dây thanh nghịch thường, VCD, vocal cord dysfunction là một cái chẩn đoán vô cùng quan trọng để phân biệt với hen. Tại vì bệnh nhân vẫn khó thở về đêm. Mình cứ nghe khò khè khó thở về đêm thì mình lại cứ nghĩ là hen, nhưng thật sự là VCD. Thì làm sao mà tôi phân biệt được? Thì dĩ nhiên là hô hấp ký thì có đó rồi, tôi không có show ra đây. Nhưng đó là sự sợ hãi của bệnh nhân. Tại vì cái đường, cái dây thanh nó đóng lại một cách đột ngột. Thì các bạn thấy là bệnh nhân đang hít vô tự nhiên đóng lại. Thì họ nói là y như ai siết cổ tôi vậy. Tôi thấy tôi chết tới nơi được. Ngày hôm sau tôi làm di chúc. Hoặc là bà vợ thì nói ông chồng tôi là trối hai lần. Nói chung là các bạn nghe một cái cảm giác rất là dễ sợ. Thì phải nghĩ tới VCD. Hen nó không có tới nỗi đột ngột như vậy. Liệt khét dây thanh. Bệnh nhân này đến cũng bảo bác sĩ điều trị như hen cho tôi. Nhưng mà khám bên tai mũi họng thì đây là một ca cấp cứu. Phải treo cái suồng thanh quản lên liền tức khắc. Bệnh nhân trả lời là không, tôi không chịu mổ. Rất là dễ sợ các bạn. Hết sức là chú ý và đương nhiên là hô hấp ký là giúp đỡ. Hoặc là ung thư dây thanh. Cũng đến những cái đơn vị quản lý hen vì ho, khò khè, khó thở. Lao khí quản là cũng là một cái chuyện rất rất thường gặp. Và các bạn thấy là sau cái đợt Covid này thì cái tần suất lao nó đã tăng lên và đã trở thành một cái bệnh nhiễm trùng gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Cho nên lúc nào cũng phải nghĩ tới lao. Hoặc là u khí quản cũng đến rất muộn. Đến rất muộn bởi vì bác sĩ điều trị hen mấy năm trời. Polyp khí quản điều trị một năm trời. Mà tôi vẫn nghĩ là nếu chúng ta tận dụng cái hô ký thì chúng ta sẽ tránh được cái này. Hoặc là hẹp khí quản sau lao khí phế quản. Dị vật đường thở, bướu hạ thanh môn, lao nội mạc phế quản cũng là một cái tình trạng hết sức là dễ sợ mà chúng ta cứ bị chẩn đoán là hen. Thì như thế thì các bạn thấy rằng là xin nhắc lại 5 điều bởi vì nó rất là hiếm. Thứ nhất là bệnh nhân dùng đúng cách không, thứ hai đúng liều không, thứ ba là có tránh yếu tố nguy cơ không, thứ tư mình đã xử trí các bệnh lý đi kèm hay không. Và câu hỏi thứ năm hơi tế nhị một chút, có thật là hen không? Thì với tất cả những cái thuốc mà nó quá tốt như thế này mà chúng ta được cung cấp một cách đầy đủ, thì tôi nghĩ rằng là chắc bác sĩ Dũng cũng phải đồng ý với tôi là sau 4 tuần là bệnh nhân phải cảm ơn rồi. Các bạn có thể lặp lại một lần thứ hai sau 4 tuần nữa. Nhưng mà 2 đợt 4 tuần mà không hết thì chắc không phải là hen. Chắc không phải là hen. Rồi. Thế thì bây giờ về xử trí hen nặng. Thì chúng ta thấy là đầu tiên thì mình nghĩ hen là có thắt phế quản. Tới khoảng năm 90 thì mình biết nó là viêm. Đầu năm 2000 thì bắt đầu chúng ta phân ra kiểu hình phenotype. Cuối năm 2000 thì chúng ta bắt đầu đi vào endotype, tức là kiểu cơ chế nội sinh. Và bây giờ là chúng ta sẽ cố gắng điều trị chính xác, cá thể hóa cho bệnh nhân của mình. Thế thì phenotype là các đặc điểm do một cá thể, do sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường. Và mình nhìn thấy được. Mình nhìn thấy được, ví dụ như hen dạng ho, hen dạng khó thở vân vân. Còn cơ chế nội sinh thì chúng ta đã có những cơ chế sinh học đặc hiệu để giải thích được những cái đặc tính quan sát được. Thì chúng ta rất cần cái kiểu cơ chế nội sinh. Mà tại sao chúng ta phải phân biệt kiểu cơ chế nội sinh trong hen nặng để chúng ta có thể cá thể hóa được việc điều trị và đạt được kết quả hiệu quả tốt nhất của thuốc? Làm sao để xác định được kiểu hình nội sinh thì chúng ta dùng biomarker dấu ấn sinh học. Thì các bạn có thể dùng eosinophil trong đàm, nhưng các bạn thấy nó là rất là khó làm kể cả trên thế giới. Các bạn có thể đếm eosinophil, các bạn đo được FeNO, các bạn đo IgE và các bạn làm cái test về allergen. Trong tương lai thì periostin đã nói nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa được đưa vào thực hành. Chúng ta sẽ có DPP4. Chúng ta có eosinophil peroxidase và urinary promotyrosine. Thì đó là trong tương lai. Thế thì chúng ta xem lại cái cách điều trị của hen bậc 5 trong GINA. Thì trước đó thì chúng ta nhìn lại cái trong cái cơ chế hen nặng này
Thì các bạn thấy là ngay từ năm 17 thì người ta đã phân ra làm một cái loại là viêm kiểu 2, type 2, và một cái kiểu 0-2, non-type 2. Thì cái kiểu số 2 á, kiểu type 2 á, thì rất là dễ. Chúng ta có mast cell, chúng ta có eosinophil, thì chúng ta có thuốc điều trị hết cho cái type 2 rồi. Nhưng mà đối với cái không phải type 2 đó, thì các bạn nhìn thấy là cái con cuối cùng của nó là con neutrophil. Thì đây vẫn là một vấn đề nan giải đối với kể cả COPD. Và như thế thì Gina nói rằng là nếu mà ở bậc 5, thì dù ở track 1 hay track 2 gì thì nó cũng giống nhau thôi. Các bạn thêm Lama. Thì Lama là coi như là thuốc rẻ nhất trong cái nhóm 5. Mặc dù là nó cũng sắp xỉ cả 1 triệu đồng. Và vậy là rẻ lắm rồi. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển đi làm kiểu hình. Và chúng ta vẫn giữ cái liều ICS Moterol liều keo. Thì Gina nói cái này là chưa có được nghiên cứu, nhưng mà họ vẫn nghĩ là bậc 4 thì lên tới bậc 5 thì các bạn vẫn phải duy trì liều cao như vậy. Và cộng thêm anti-IgE thì mình đã có rồi. Còn lại tất cả những thuốc khác còn lại thì mình đều không có tại Việt Nam. Anti-IL 5, 5 receptor, IL 4 receptor. Nhưng mà đặc biệt Gina 2022 giới thiệu thêm cho chúng ta một cái thuốc vô cùng độc đáo, đó là anti-TSLP. Thế thì như vậy với cái kiểu TH2 thì các bạn có omalizumab chống lại anti-IgE. Thuốc này thì rất rất tốt và rất là an toàn. Chỉ có cái tiền là không tốt. Lúc đầu là 16 triệu một mũi. Thì bác sĩ mình không ai ghi hết. Xong xuống tới 12 triệu là cũng không dám ghi xuống luôn. Thì bây giờ đưa được vào trong bảo hiểm thì 6 triệu cho một mũi tiêm. Thì tùy mức độ một chút nữa các bạn sẽ thấy. Nhưng mà bệnh nhân, tôi có những bệnh nhân mà cần tới 4 mũi omalizumab trong một tháng. Thì các bạn thấy là họ cũng không có đeo đủ lâu dài được, nhưng mà thuốc cực kỳ tốt. Tất cả những cái thứ thuốc khác, IL-5, IL-4 và TCP-UMAP là dành cho cái kiểu TH2. Và đối với kiểu không TH2 đó, thì cái hy vọng là TCP-UMAP. Nhưng mà Gina thì khuyên là chúng ta dùng Lame, dùng Azithromycin. Nhưng mà các bạn đừng dùng. Tôi dùng bệnh nhân điếc liền luôn, ân hận mãi luôn á. Các bạn ở ngoài Hà Nội cũng bàn bạc với nhau. Tôi thì đằng nào nó cũng là một nhóm macrolid, cho nên nếu các bạn muốn thử thì chúng ta dùng erythromycin. Cái đó là giờ chẳng ai thèm dùng nữa, thành ra cũng chẳng lờn, cũng bích bị các cái tác dụng phụ. Hoặc là dùng liều thấp OCS. Như các bạn biết là đó là cái phương thức cuối cùng. Đừng có sử dụng corticoid, đừng uống cho bệnh nhân của mình. Còn cái chỉnh hình nhiệt phế quản thì vẫn đang còn cân nhắc về cái an toàn của nó. Thế thì như thế thì để mà điều trị hen nặng rồi, thì chúng ta sẽ trước hết khẳng định bệnh nhân hen nặng như chúng ta đã nói. Và chúng ta nhận dạng bệnh nhân theo kiểu hình hoặc là theo kiểu cơ chế. Các bạn sẽ chọn lựa cách điều trị thích hợp. Nhưng mà lưu ý điều trị điều kiện của các bên chi trả. Bảo hiểm y tế có trả cho omalizumab thì họ đòi cái gì? Họ đòi IgE cao, họ đòi skin test dương tính thì mới trả. Cho nên các bạn phải hết sức cẩn thận và mình theo dõi chặt chẽ hiệu quả cũng như tác dụng phụ của thuốc. Thì bây giờ để nhận dạng được bệnh nhân nào có cơ chế viêm kiểu TH2 thì mình đo eosinophil trong máu hơn 150 con trong 1 microlit. Các bạn đo FeNO 20 ppb, eosinophil trong đàm hơn 2%, hoặc là hen do dị nguyên khởi phát trên lâm sàng, hoặc là bệnh nhân cần corticosteroid dạng uống duy trì. Như thế thì mình biết đây là TH2. TH2 thì mình có 3 nhóm như chúng ta đã nói. Thế thì hiện thời chúng ta chỉ có omalizumab. Thì omalizumab rất là tốt. Nó có hai cơ chế. Một là nó sẽ gắn vào cái IgE. Và cái thứ hai nữa là nó làm giảm cái ái lực của cái receptor của IgE trên cái mast cell hoặc là basophil, cũng giống như trên cái tế bào đuôi gai, dendritic cell. Thế thì nếu mà nó giảm được IgE, giảm được cái sự gắn vào, thì nó sẽ giảm được cái việc tiết ra các cái yếu tố nguy cơ trung gian, làm giảm phản ứng viêm do dị ứng, giảm hen, giảm triệu chứng. Và ai thì sẽ phù hợp? Nếu bệnh nhân có test lại da dương tính, có IgE đặc hiệu cao, IgE tổng cộng trong huyết thanh và cân nặng nằm trong cái khung giới hạn cho phép của omalizumab và có đợt kịch phát năm ngoái,
Thì đây là những bệnh nhân sẽ đáp ứng rất tốt với omalizumab. Thì các bạn có một cái bảng để mà các bạn chọn cái liều Soler, tên thương mại của nó là Soler, và chúng ta sẽ chích dưới da mỗi 2 hoặc là 4 tuần cho những bệnh nhân từ 6 tuổi trở lên. Đối với anti-IL-5 thì chúng ta có benralizumab hoặc là mepolizumab hoặc là rexlizumab, và đây là cái tác nhân mà nó kích thích cái sự sản sinh của eosinophil. Thì các cái thuốc này thì đều được chứng minh làm giảm đợt cấp và làm cải thiện chức năng hô hấp. Và đối với anti-IL-5 thì nếu bệnh nhân có eosinophil cao, tại vì cái này nó tác động thẳng trên eosinophil, nhiều đợt cấp trong năm ngoái, bệnh khởi phát ở tuổi trưởng thành và có polyp mũi, thì nó sẽ là đối tượng phù hợp sử dụng anti-IL-5 hoặc là anti-IL-5 receptor. Đó, chúng ta có benralizumab làm giảm đợt kích phát. Và đối với anti-IL-4 hoặc là anti-IL-13 thì chúng ta có dupilumab. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ làm giảm đợt cấp ở trong những bệnh nhân thuộc nhóm này, và nó làm giảm luôn những cái đợt kịch phép ở trong cái pha 3 của cái điều trị, và cũng làm tăng cường cái chức năng hô hấp. Đối với IL-4 và 13 thì những bệnh nhân nào có eosinophil trong máu cao và FeNO cao thì sẽ là đối tượng sử dụng cái thuốc này. Và chúng ta cũng nhớ rằng là luôn luôn là chúng ta sẽ cá thể hóa, và cái kiểu hình 2 là kiểu hình dị ứng hoặc là eosinophil cao. Nhưng mà tất cả các thuốc này tới thời điểm này chỉ giảm được thôi, chứ cũng chưa có ngăn được hoàn toàn đợt kịch phát. Và cho tới đầu tháng 12 năm 21 thì chúng ta chỉ mới có các cái thuốc thuộc chip 2 thôi. Còn cái hen nặng mà không chip 2 á, tức là bệnh nhân không dị ứng, không tăng eosinophil, không tăng FeNO thì không có thuốc nào hết. Các bạn thấy là Gina đưa ra những cái phương pháp không vui gì hết, tức là azithromycin hoặc là oral corticosteroid hoặc là chỉnh hình bằng nhiệt. Thì rất là may mắn là cuối tháng 12 năm 2021 chúng ta đã có được những cái nghiên cứu mới, và trong đó có một cái từ mới mà chúng ta nên làm quen, đó là alarmins. Alarmins là nói đến những cái cytokine mà của những cái tế bào biểu mô tiết ra, và nó tác động lên hết toàn bộ các cái tác động lên trên cái hen, thì nó khởi đầu hết tất cả những cái chuỗi viêm, nó hoạt hóa tế bào đuôi gai và cái innate lymphoid cell, và có 3 alarmin mà chúng ta sẽ làm quen, đó là TSLP, IL-33 và IL-25. Thì cái gì làm cho đường thở của mình tiết ra alarmin? Thì các bạn thấy là rất là nhiều, coi như là tất cả các nguyên nhân, là có thể là virus, có thể là khói thuốc lá, có thể là ô nhiễm, có thể là vi trùng, có thể là allergen hoặc là các cái tác nhân vật lý. Thì như thế các bạn thấy là cái biểu mô của phổi là một cái hàng rào hết sức là quan trọng. Nó che chở nhưng mà đồng thời nó cũng tiết ra nhiều alarmin. Trong đó cái alarmin được hết sức quan trọng, đó là TSLP. TSLP tức là thymic stromal lymphopoietin. Và các bạn thấy là cái đường tác động của nó là ở trên tất cả các cái tế bào, từ cái nhóm T1, từ nhóm T2 cho đến cái nhóm không phải T2, tức là IL-17 hoặc là THC0. Thì cái điều vui mừng đó là chúng ta có một cái thuốc mới, đó là tezepelumab. Thì đây là một cái thuốc cũng của AstraZeneca và được FDA chấp thuận vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 và được đăng lên cái kết quả của nó ở trên tờ New England Journal of Medicine 2021. Và Gina 2022 là cập nhật ngay cái thuốc tezepelumab này. Như vậy thì chúng ta thấy là cái điểm rất là vui là nếu chúng ta có được TSLP, anti-TSLP thì chúng ta điều trị được tất cả các bệnh lý hen nặng do TH2 và không TH2, kể cả con neutrophil.
Thì như vậy đây là một cái loại thuốc hết sức là có cái khả năng phát triển, đặc biệt là tôi nghĩ là chắc trong tương lai nó sẽ được đưa qua cả COPD. Như thế thì chúng ta có anti-IgE, IL-5, anti-IL-4 và anti-TSLP. Chúng ta sẽ có anti-IL-33, anti-IL-17, anti-IL-16 và đặc biệt mới nhất là chúng ta có tezepelumab và rất nhiều loại thuốc khác. Thì trong tương lai chúng ta sẽ có các thuốc anti-IL-33 đã được chứng minh làm giảm đợt cấp tương đương với dupilumab, ức chế được cả TH1 lẫn TH2. Đó là những cái điều rất là mới. Và tăng cường được sự kiểm soát hen. Chúng ta cũng sẽ có anti-IL-13. Và một cái mới nữa là chúng ta sẽ có những loại thuốc dùng kéo dài. Đặc biệt là có thể dùng 6 tháng dùng một lần. Thì cái điều đó là quá nhẹ cho các bệnh nhân của chúng ta. Họ còn đi tới cả cái JAK inhibitor. JAK inhibitor là các bạn thấy đây là một cái con đường chung của IL-4, IL-3 và TSLP. Cho nên nếu mà mình có được cái thuốc mà ức chế JAK thì chúng ta có thể cải thiện được hen nặng type 2 và không type 2. Thế thì tới thời điểm này thì chúng ta đã đạt được cái gì? Chúng ta giảm được đợt kịch phát, chúng ta giảm được corticoid đường uống, đó là điều vô cùng quan trọng. Cải thiện triệu chứng, chất lượng cuộc sống, chúng ta ngăn ngừa những tiếng xấu của hen nặng. Như thế thì để kết thúc bài hen nặng thì chúng ta cần phải nhắc lại rằng hen nặng chỉ khoảng từ 3,7 cho tới 5% mà thôi. Và điều trị thì cực kỳ tốn kém, cho nên xin bác sĩ cần khẳng định chẩn đoán hen nặng trước khi tiến hành điều trị hen nặng. Chúng ta sẽ tham vấn chuyên gia và chúng ta sẽ cá thể hóa việc điều trị hen nặng dựa trên cơ chế nội sinh. Và các cách điều trị hen nặng type 2 thì đang phát triển mạnh mẽ. Và trong tương lai thì chúng ta có cả type 1 lẫn type 2. Dạ, xin cảm ơn hội nghị.